Sau một thời gian ngắn ra mắt, MV Gen của cặp đôi Min Eric phối hợp cùng nhạc sĩ Khắc Hưng đã gây chú ý với nhiều khán giả trẻ. MV đạt 1 triệu lượt xem trong chưa đầy một ngày và đứng hạng nhất top trending trên YouTube tại Việt Nam. Đến nay, sau 6 ngày, MV này đã đạt hơn 7,5 triệu lượt xem. Ngày 28 tháng 5, một phiên bản remix của ca khúc này được lan truyền trên mạng. Bản remix thực hiện bởi hãng thu âm giải trí Hùng. Đây chính là một nickname khác của nhạc sĩ Khắc Hưng với lời giới thiệu. Một tuyệt phẩm song ca của nam ca sĩ Lý Thành và nữ minh tinh Diễm Hằng. Bản remix theo phong cách năm 1992 này tạo sự thích thú trong giới trẻ. Đặc biệt trong phiên bản này, hình ảnh Eric và Min được chỉnh sửa theo đúng phong cách ảnh cưới những năm 90. Tuy nhiên, mới đây mạng xã hội cũng có nhiều ý kiến tranh luận cho rằng ca khúc Ghen với câu hát chủ đạo bởi vì anh ghen thôi mà mang nhiều điểm tương đồng với I Got You của nữ ca sĩ Bebe Rexha. Không chỉ thế, một số cảnh quay đập phá đổ vỡ đồ đạc của hai nhân vật chính cũng bị chỉ ra giống các cảnh nằm trong phim Emergency Couple của Hàn Quốc.